Chào các bạn, hôm nay thầy giới thiệu việc sử dụng cái máy tính bỏ túi FX 880 BTG để tính tim giáo của hai tập, chẳng hạn tập A là khoảng 1 đến vô cùng, B là âm vô cùng đến 6. Thì đầu tiên các bạn mở máy tính này. Rồi các bạn mở đến cái hộp đồng hồ, thì các bạn hôm hôm như lần này. Rồi chọn đến cái hộp đồng hồ, hộp công cụ đấy. Đây hộp công cụ toàn chọn thì các bạn ok, đấy ok. Ok thì các bạn sử dụng đường thẳng số đấy. Ok. Bây giờ A này. A đây ta chọn đây là Excel đây là lớn hơn 1, tức là số cái dạng Excel lớn A đây các bạn. Ok. A đây chọn là 1. Rồi. Ok. Rồi bây giờ này xác nhận bây giờ chọn B. Chọn B thì Excel nhỏ 6. Excel nhỏ 6 là chọn cái này, Excel nhỏ A. Excel nhỏ 6 là chọn 6. Đó. Ok, đấy. Rồi xác nhận. Bây giờ cho vận hành này. Đấy. Thì ở đây các bạn này, thế là A đây sơ lớn 1 là cái đường này, từ đây trở đi này. Còn B. B sơ nhỏ 6 đây đi. Đấy. A B này, A B này. Vậy phân chung ở đây là sơ lớn 1 nhỏ 6 đấy. Đấy, đấy các bạn thấy. Vậy A giao B là khoảng từ 1 đến 6 các bạn nhé. Đấy. Bạn nhìn vào đây này. Đấy. Đây A này. Đây là B này, đây A này. A lớn 1, B nhỏ 6, vậy là phân chung là từ 1 đến 6 đấy các bạn nhé. Cuối cùng chào các bạn, nhớ đăng ký kênh để cập nhật các bài học tiếp theo.